Để đánh giá những kết quả thi đua của các em trong tuần vừa qua thì sau đây cô gắng mời bạn Trà My, lớp trưởng lên điều hành cái tiết sinh hoạt của lớp mình nào. Bây giờ mình mời tổ trưởng của các tổ lên báo cáo thi đua của tổ mình trong tuần vừa qua. Mình mời bạn Hà, tổ trưởng tổ 1. Sau đây mình xin đọc bản đánh giá nền nếp của tổ mình vừa qua. Một, nền nếp các bạn đi học đúng giờ, đeo khăn đỏ đầy đủ, chủ nhật lớp sạch sẽ. Hai, học tập trong tuần vừa qua, các bạn thành viên của tổ mình làm bài tập đầy đủ, không bạn nào bỏ. Như vậy là một tuần học của các em đã kết thúc rồi, phải không nhỉ? Trong cái tiết sinh hoạt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tổ chức tiết sinh hoạt để đánh giá kiểm điểm của cái tuần 13. Và chúng ta sẽ chuyển sang một chủ đề mới, đó là chủ đề hát về chú bộ đội. Em đã sẵn sàng chưa nhỉ? Rồi ạ. Cô bạn nhắc lại cho cô giáo chủ điểm của tuần này chúng ta là gì? Cô mời bạn là Thanh nào. Chủ đề là gì nhỉ? Em thưa cô, tiết sinh hoạt lớp hôm nay đánh giá về tuần 13 và phương hướng tuần 14 với chủ đề vẽ về chú bộ đội ạ. Chủ đề